Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Ba Em 1988. Và hôm nay mình làm một cái video giới thiệu với các bạn một thông tin thú vị liên quan đến cộng đồng YouTube Việt Nam, đó là kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm được YouTube lựa chọn là một trong những kênh đại diện Việt Nam tham gia sự kiện YouTube FanFest 2020. Đây là sự kiện YouTube toàn cầu rất là nổi tiếng dành cho các kênh YouTube mới nổi hàng đầu trên khắp thế giới. Thì kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm có điều gì thú vị để mà YouTube lựa chọn là một trong những kênh YouTube đại diện Việt Nam tham gia sự kiện này? Thì kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm, đây là một kênh YouTube về ẩm thực được xây dựng rất là dung dị với hình ảnh hai mẹ con trong cái không gian làm quê của vùng miền Bắc Việt Nam, với những cái món ăn rất là dung dị và đậm đà hương vị truyền thống như là nệm đu đủ, rau lang xào tỏi, cái rau dền thịt băm, nệm hoa chuối, măng luộc chấm tương, cơm lam chấm muối lạc, đến cả món kẹo lạc, bánh chưng, cơm rang hay dưa muối. Cứ như vậy, tiếng mẹ rửa rau, vo gạo, hò huyền cùng tiếng lá sổ xào xạc dưới cái nắng chiều tà là bất kỳ ai xem qua cũng phải dừng lại và muốn chạy ngay về với mẹ, ngồi bên mâm cơm nhà ngập đầy tình yêu thương. Video được thực hiện cũng khá là đơn giản, tuy nhiên lại thu hút khá đông sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự dung dị và những hình ảnh rất là chân thật, nên đã thu hút một lượng lớn người xem ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Thì kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm được xây dựng từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến nay đã đạt được 700.000 người đăng ký, tổng cộng lượt xem video là đạt 72.566.902 lượt xem. Một điều thú vị đó là kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm đã vượt qua kênh Bà Tông Vlog để có thể được YouTube lựa chọn đại diện Việt Nam tham gia sự kiện này. Thì kênh Bà Tông Vlog thì như mọi người đã biết, đây là một kênh rất lớn và rất là phổ biến ở Việt Nam. Đến nay kênh Bà Tông Vlog đã được 4 triệu lượt người đăng ký và tổng lượt xem video là đạt vào 720.487.043 lượt xem. Thì kênh Bà Tông Vlog thì được xây dựng là từ ngày 8 tháng 2 năm 2018, là trước kênh Ẩm thực Mẹ Làm 1 năm. So với nhiều kênh YouTube văn hóa ẩm thực khác thì con số lượt người đăng ký cũng như lượt xem video trên kênh Ẩm thực Mẹ Làm cũng không phải là con số quá lớn. Tuy nhiên cái thông điệp của những cái video mà kênh Ẩm thực Mẹ Làm đối với cộng đồng thì rất là tích cực, không có những cái món ăn siêu to khổng lồ, không có các những việc làm trực tiếp câu view cũng như là làm video quá lố, nhưng chỉ với những cái video bình dị về bữa cơm gia đình bên bếp lửa của hai mẹ con đã gây xúc động với nhiều người và thu hút được khá đông lượng người theo dõi. Như chia sẻ của anh Cường, chủ nhân của kênh YouTube này, với những hình ảnh và góc quay bình dị, tôi muốn hướng tới sự bình yên, không ồn ào tấp nập của cuộc sống thành thị. Cùng với ngôi nhà đơn sơ mộc mạc ở quê, tôi hy vọng những món ăn mẹ nấu sẽ phần nào sự ấm trái tim của những người con xa nhà, xa quê hương. Video được thực hiện với rất ít lời thoại trong video có chăng chỉ là những đoạn thoại ngắn giữa hai mẹ con vào cái đoạn cuối video, cảnh hai mẹ con dùng bữa cơm chiều, hoặc là những cảnh người mẹ trò chuyện với những bác hàng xóm, trong cả là hái trái sung cũng như là san sẻ những món quà quê cho những hàng xóm. Cảm giác hình ảnh những làng quê Việt Nam trở nên bình dị và thân thương ấm áp trong những khung hình rất đơn giản dị như vậy. Như bạn xem những video trên kênh Ẩm thực Mẹ Làm thì cảm thấy được nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ làng quê Việt Nam, nhất là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Sau khi YouTube chia sẻ giới thiệu hình ảnh về kênh Ẩm thực Mẹ Làm đối với cộng đồng quốc tế thì nhiều bạn bè YouTube nước ngoài cũng đã gửi lời chia sẻ khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam và động viên hai mẹ con. YouTube FanFest là một trong những lễ hội âm nhạc toàn cầu quy tụ nhiều ngôi sao giải trí có sức ảnh hưởng trên YouTube đối với rất là nhiều quốc gia. Năm nay vì lý do dịch bệnh nên YouTube FanFest được tổ chức trực tuyến. Sự kiện này quy tụ khoảng 150 nhà sáng tạo của nhiều nghệ sĩ ngôi sao YouTube quốc tế. Và sự kiện của YouTube năm nay là sẽ tôn vinh đóng góp của cộng đồng các nhà sáng tạo đến từ châu Á. Ngoài kênh Ẩm thực Mẹ Làm thì một số đại diện của YouTuber Việt Nam cũng tham gia sự kiện này. Xin được chúc mừng kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm vì đã giới thiệu và đóng góp cho cộng đồng về những điều tử tế, giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam dung dị. Tuy nhiên đối với kênh Bà Tông Vlog, tuy có nhiều ý kiến khác nhau
Vì vậy khi đánh giá về cộng đồng chứng khoán Việt Nam, mong muốn các bạn có cái nhìn rộng lượng hơn, nhất là đối với những cái kênh đi đầu mở đường cho những cái xu hướng mới. Có thể những cái kênh này trong quá trình xây dựng họ có những thành công cũng như có những cái điều chưa được, thì mong muốn sự đóng góp từ cộng đồng. Nếu thấy video của mình hay và thú vị, hãy nhấn subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.